Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 4 gồm có: trước hết là bản tin, sinh hoạt giáo hội, và cuối cùng là gương chứng nhân. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng lòng trung tín không phải là một nhân đức rẻ tiền. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các phụ nữ, đặc biệt những người đối mặt với bạo lực gia đình. Đức Thánh Cha Francisco, giải pháp công nghệ không đủ để vượt qua cuộc khủng hoảng. Kitô hữu Sri Lanka tha thứ cho những kẻ đánh bom vào Chủ nhật Phục sinh năm ngoái. Vatican. Sáng thứ Ba ngày 14 tháng 4 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho sự nghiệp nhất trong thời điểm khó khăn của đại dịch. Bắt đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi: chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng hiệp nhất, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này, giúp chúng ta khám phá sự hiệp thông giữa chúng ta, một sự hiệp thông vượt lên trên bất kỳ sự chia rẽ nào. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha trích lời của Thánh Phêrô trong bài đọc 1 để nói về sự trung tín của người tín hữu đối với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Thánh Phêrô nói rất rõ ràng, anh em hãy sám hối, hãy thay đổi lối sống. Anh em đã nhận được lời hứa của Thiên Chúa và anh em đã quay lưng lại với lề luật Chúa. Anh em hãy sám hối, hãy trở về trung tín với Chúa. Sám hối là trở về trung tín với Chúa. Thái độ trung tín không được con người thể hiện thường xuyên trong cuộc sống. Phải trung tín trong lúc thuận tiện và cả trong những lúc không được như ý muốn. Và tới đây, Đức Thánh Cha trích dẫn sách Sử Biên Niên thứ hai, trong đó có đoạn đã đánh động Đức Thánh Cha rất nhiều về lòng trung tín với Thiên Chúa. Củng cố được vương quốc và trở nên hùng mạnh rồi, vua Rechabam bỏ lề luật của Đức Chúa, khiến toàn thể Israel cũng theo nhà vua làm như vậy. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đây là một thực tế chung. Nhiều lần chúng ta cảm thấy tự tin, chúng ta bắt đầu thực hiện các kế hoạch của chúng ta. Dần dần chúng ta rời xa Thiên Chúa, không còn trung tín. Chúng ta có thể nói rằng, thưa cha, con không quỳ gối trước thần tượng. Không, có thể anh em không quỳ gối trước thần tượng, nhưng anh chị em tìm kiếm thần tượng và nhiều lần anh chị em tôn thờ thần tượng trong tâm hồn anh chị em. Để giúp mọi người hiểu đúng về sự an toàn, yên ổn, Đức Thánh Cha giải thích thêm bằng cách đặt câu hỏi. Nhưng sự an toàn của chúng ta có phải là một điều xấu không? Không, đó là một ân sủng. Anh chị em cảm thấy yên ổn khi tin chắc Chúa ở cùng anh chị em. Nhưng chúng ta cũng có thể cảm thấy an toàn khi lại rời xa Thiên Chúa như trường hợp của vua Rechabam, lúc đó chúng ta không còn trung tín. Và Đức Thánh Cha nhận định, trung tín không dễ. Tất cả lịch sử Israel và lịch sử giáo hội đầy những bất trung, đầy những ích kỷ, đi vào sự an toàn do mình tạo ra. Tất cả những điều này làm cho dân Chúa rời xa Thiên Chúa, đánh mất lòng trung tín. Và Đức Thánh Cha kết luận, lòng trung tín không phải là một nhân đức rẻ tiền. Hãy sám hối, trở về với Chúa. Hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa ơn trung tín để biết cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng ta sự an toàn và yên ổn. Xin ơn biết trung tín trước ngôi mộ, trước những đau khổ và trước những sụp đổ của những thần tượng ảo tưởng. Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến nhiều cách thức mà các phụ nữ chăm sóc thai nhân trong đại dịch virus corona. Nhưng Ngài cũng cầu nguyện cho những người nữ đang đối mặt với nguy hiểm vì bạo lực gia tăng tại gia đình trong thời gian cách ly. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa ngày 13 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco nói: hôm nay, tôi muốn nhắc với anh chị em về những công việc mà bao nhiêu phụ nữ đang làm, bao gồm trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe này, để chăm sóc cho thai nhân. Các nữ bác sĩ, y tá, nhân viên thực thi pháp luật và nhân viên trại giam, nhân viên bán hàng trong các cửa hàng nhu yếu phẩm, và tất cả các bà mẹ, các chị em và các người bà, những người đang ở trong nhà với cả gia đình, với trẻ em, người già, người khuyết tật. Đức Thánh Cha cũng lưu ý, đôi khi họ có nguy cơ bị bạo lực vì hoàn cảnh sống, mà trong đó họ phải mang một gánh nặng quá lớn. Và Ngài mời gọi, chúng ta cầu nguyện cho họ, xin Chúa ban cho họ sức mạnh và để cộng đồng của chúng ta sẽ hỗ trợ họ cùng với gia đình của họ. Sau khi cầu nguyện cho các phụ nữ, Đức Thánh Cha cũng nhớ đến các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.
Ngài nói, tôi muốn nhớ đến các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona như Ý, Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và Pháp. Tôi cầu nguyện cho họ. Anh chị em đừng quên, tôi cầu nguyện cho anh chị em. Vatican, nhân dịp lễ Phục sinh, Đức Thánh Cha đã viết thư chúc mừng Phục sinh các phong trào bình dân và mời gọi các chính phủ hiểu rằng các mô hình công nghệ không đủ để vượt qua cuộc khủng hoảng. Trong bức thư, Đức Thánh Cha bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi công việc dành cho các vùng ngoại ô thành phố của các phong trào bình dân. Đây là một công việc giúp phát triển kinh tế cho những người bị gạt ra bên lề xã hội, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng này. Và Đức Thánh Cha viết, nếu cuộc chiến chống COVID là một cuộc chiến, thì anh chị em thực sự là một đội quân vô hình đang chiến đấu trong những chiến hào nguy hiểm nhất. So sánh sự dấn thân của phong trào bình dân với các tổ chức khác, Đức Thánh Cha phản đối các giải pháp thị trường không đi đến các vùng ngoại biên, nơi mà các phong trào bình dân đang hoạt động mặc dù họ không có các nguồn lực để thay thế thị trường. Các thành viên của các phong trào này thuộc về một thế giới không bao giờ xuất hiện trên truyền thông. Họ là những người làm việc âm thầm từ trong căn tin đến các nông dân tiếp tục canh tác đất đai để sản xuất lương thực nhưng không phá hủy thiên nhiên. Đức Thánh Cha hy vọng các chính phủ hiểu rằng các mô hình công nghệ không đủ để ứng phó với cuộc khủng hoảng này hoặc với những vấn đề lớn khác của nhân loại. Bởi vì, hơn bao giờ hết, trong lúc này, con người, các cộng đoàn và các dân tộc phải là trung tâm, phải hiệp nhất để được chữa lành, để được chăm sóc và được sẻ chia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến việc các phong trào bình dân bị loại trừ ra khỏi các lợi ích của toàn cầu hóa. Nhiều người trong số họ không được luật pháp bảo vệ, công việc trở nên bấp bênh, không có mức lương ổn định để có thể trụ vững tại thời điểm này. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi cho những người này có được thù lao cơ bản, một hình thức nhìn nhận và trao cho họ phẩm giá về những nhiệm vụ cao quý và không thể thay thế mà họ đang thực hiện. Một mức lương có thể đảm bảo và có thể thực hiện khẩu hiệu mang tính nhân văn và Kitô giáo. Không có công nhân nào là không có các quyền lợi. Và Đức Thiên Cha còn bày tỏ niềm hy vọng về cuộc khủng hoảng hiện nay có thể làm thức tỉnh lương tâm đang ngủ của con người để tạo ra một sự hoán cải cho con người và sinh thái, đặt dấu chấm hết cho việc tôn thờ tiền của và đặt nhân phẩm con người vào trung tâm của cuộc sống. Đức Thiên Cha nói, nền văn minh cuồng nhiệt và cá nhân này cần một sự thay đổi. Sri Lanka. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit, Tổng giám mục của giáo phận Colombo ở Sri Lanka, nói rằng các tín hữu công giáo nước này đã tha thứ cho những kẻ đánh bom tự sát gieo rắc kinh hoàng cho quốc đảo này cách đây một năm. Trong thánh lễ phục sinh được truyền trực tiếp từ tư gia của Đức Hồng Y trên các kênh truyền hình hôm 12 tháng 4, Đức Hồng Y Ranjit nói, những quả bom đó không chỉ giết chết các tín hữu công giáo, nhưng còn sát hại các Phật tử, các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo. Vào Chủ nhật phục sinh 21 tháng 4 năm ngoái, chín kẻ đánh bom tự sát liên kết với nhóm Hồi giáo cực đoan địa phương National Tawhid Jamaat đã làm nổ tung hai nhà thờ công giáo Thánh Sebastiano ở Negombo và Thánh Anton ở Kotahene và nhà thờ Tin lành Sion ở Patikaloa và ba khách sạn sang trọng, giết chết ít nhất 279 người, trong đó có 37 người nước ngoài và làm bị thương khoảng 500 người. Hai nhà thờ công giáo trên đã được tái thánh hiến và mở cửa lại cho dân chúng. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Ranjit nói, năm ngoái, một số thanh niên bị xúi dục đã tấn công chúng tôi, và là con người, chúng tôi đã có thể phản ứng theo cách con người và ích kỷ. Nhưng chúng tôi đã suy niệm giáo huấn của Chúa Kitô và đã yêu thương họ, đã tha thứ cho họ và thương xót họ, và yêu cầu họ đừng lặp lại những điều như thế. Chúng tôi đã dạy họ bài học đó, không thù ghét ai dưới bất cứ hình thức nào. Đây là ý nghĩa của văn minh và đó là sự sống lại. Chúng tôi không thù ghét họ và đáp trả họ bằng bạo lực. Bản tính con người là làm tổn thương người khác bằng sự giận dữ. Nhưng chúng tôi đã từ bỏ bản tính con người đó và chọn cuộc sống phục sinh của Chúa. Phục sinh là sự từ chối hoàn toàn tính ích kỷ. Đức Hồng Y Ranjit đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Sri Lanka không đưa ra một giải thích rõ ràng bằng cách nào đó những kẻ khủng bố có thể thực hiện cuộc tấn công, mặc dù đã có tin tình báo cho biết cuộc tấn công sắp xảy ra. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phổ
phỏng vấn linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm đang phục vụ tình nguyện tại bệnh viện điều trị COVID-19 ở New York. Dạ vâng, con là linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, tu hội Cảnh Hiến. Con đang làm việc ở dưới Houston, tổng giáo phận giao Western Houston. Con có làm văn phòng bác sĩ chuyên về giảm đau. Và con đồng thời con cũng có phục vụ trong tổng giáo phận giao Western Houston với tính cách là một. Ngày thứ hai tuần thánh vừa rồi thì con rời Houston để con bay lên đây, tức là New York City, để con phục vụ trong 3 tuần. Dạ, hôm nay là tuần thứ hai. Đầu tuần thì ông thống đốc của tiểu bang New York có kêu gọi tất cả những nhân viên y tế ở khắp nơi, người nào có khả năng thì có thể về New York để cố gắng để giúp phục vụ ở đây. Ở đây thì người bệnh rất là nhiều, các bệnh viện thì quá tải. Và đồng thời thì nhân viên y tế cũng lâu nay cũng rất là mệt mỏi, họ làm quá độ. Và đồng thời thì cũng có một số nhân viên y tế họ bị nhiễm bệnh, họ không thể làm việc tiếp tục được. Và vì vậy mà tình trạng nhân viên ở đây thì thiếu thốn. Và vì vậy khi nghe tin như vậy thì con có liên lạc với lại thành phố New York City. Thì cái thủ tục cũng nhanh, nhưng mà cũng chắc chắn là cũng phải rất là cẩn thận. Bởi vì khi mà trong cái lĩnh vực y tế thì đụng chạm với lại cái vấn đề sinh mạng của con người mà. Dạ, vâng. Thế cha, bây giờ là hiện trạng ở đó như thế nào ạ? Dạ thưa nha, con thì con làm việc ở trong cái unit ICU, một vài unit ICU thì mình chỉ biết cái tình trạng ở ngay cái chỗ mình làm thôi. Và theo cái lời báo cáo của thống đốc của tiểu bang, ông Cuomo đó, thì trong tuần vừa rồi thì cứ mỗi ngày như vậy là trung bình là khoảng trên 700 bệnh nhân bị tử nạn. Tử vong. Dạ. Yeah. Thì cái cao điểm thì tuần rồi là lên tới 799 người trong một ngày, trong vòng 24 tiếng. Rồi qua ngày hôm sau thì khoảng 770 mấy. Rồi hôm qua thì con số nó lại tăng lên tí xíu là 780 mấy. Cho nên cứ hàng ngày như vậy là cứ khoảng 700 mấy chục người. Và họ cũng tiên đoán là tuần này sẽ là tuần cao điểm của thành phố New York. Tức là có những người bệnh nhân bị tử nạn nhiều nhất trong tuần này. Cái đó là cái phòng chăm sóc đặc biệt đó phải không cha? Là cái coi như là cái chặng cuối cùng đó. Dạ vâng, tức là những người mà bệnh nhân mà thật sự rất là nặng rồi, phải đặt ống thở vô miệng cho họ rồi, phải làm tất cả những cái điều đó. Và thông thường thì họ hôn mê rồi, là những người bệnh nhân rất là nặng. Mà thông thường bệnh nhân vào đây thì cũng khó mà thoát được. Có những cái điều kiện y tế mà thông thường là mình có thể tiên đoán được bệnh nhân sẽ bị tử nạn. Thứ nhất là cái bạch huyết cầu của họ lên cao. Thứ hai là họ đòi phải hít thở oxygen nó mức độ cao. Và đồng thời thứ ba là thận của họ nó bắt đầu suy yếu. Ba cái yếu tố đó nó tiên đoán là bệnh nhân sắp sửa không có thoát được. Dạ, rồi. Thế cha, đó là khi mà cha làm việc ở đó, cái cảm nhận của cha như thế nào ạ? Dạ vâng, thật sự thì thứ nhất là khi mà bắt đầu bước vào bệnh viện ngày đầu tiên thì cảm nhận cũng hơi sợ hãi. Thật sự thì ngày xưa ở dưới Houston thì mình chỉ coi trên tin tức, không có biết gì, cảm nhận bị gì nhiều. Nhưng mà khi mà bước vào bệnh viện thì thấy mọi chuyện đều cách ly, và rồi vi trùng thì hầu hết là ở khắp mọi nơi, và cũng khó mà biết được. Mỗi lần mình bước vào cái phòng của người bệnh nhân thì cũng rất là hồi hộp, bởi vì thứ nhất là người bệnh nhân đó họ nằm ở trong cái phòng như vậy là mấy ngày rồi, cái số vi trùng nó tản ra không khí, và nó tản ra những cái mặt đất, rồi bàn ghế này nọ, tất cả những cái vật dụng ở trong phòng đó. Cho nên mình cũng không biết, không ai biết chính xác được là cái mức độ mà nhiễm trùng là bao nhiêu. Và vì vậy mà mỗi lần vào phòng bệnh nhân là một lần thứ nhất là phải bận áo cách ly, rồi phải mang kiến, rồi mang mặt nạ, rồi mang cái đồ che tóc, rồi mang đồ che chân, rồi mang găng tay đủ thứ. Nhưng mà cho dầu làm tất cả những cái điều đó thì mình cũng hồi hộp, tại vì cũng không biết được cái tình trạng nó lây nhiễm như thế nào. Nhưng mà thật sự thì cái đó là cái điều kiện như vậy thôi. Nhưng mà thật sự thì các nhân viên y tế ở đây, bác sĩ y tá này nọ, khi mà chúng con mà làm việc với bệnh nhân rồi thì mình cũng không còn nghĩ tới những cái chuyện đó, chỉ có suy nghĩ về cái công việc mình đang làm mà thôi. Thì trách nhiệm của mình, công việc mình đang làm, chứ mình không còn nhớ tới cái chuyện mà nguy hiểm hay không nguy hiểm nữa. Trước khi tới đây đó thì khi mà mình nhìn tới trên TV video đó là những cái gì nó xa xa, nó xa xa, mình hiểu, mình nhìn đó là những giống như những cái thông tin mà thôi, những cái thông tin ở trên TV. Rồi mỗi biết mình cập nhật hóa những cái tin tức như vậy.
nhưng mà thật sự thì không, mình sẽ không có được cái cảm nhận thật sự khi mà mình dấn thân vào hoàn cảnh này. Thứ nhất là cái cảm nhận về cái bệnh tình, nó thật sự nó đối diện với lại con người, những con người thật sự. Coi trên TV mình thấy những con số, hôm nay chết 799 người, hôm qua chết 780 người, đại khái như vậy, chỉ là những con số. Nhưng mà chúng con tới đây rồi đó, những con số đó là những con người thật sự, tất cả đó, những con số đó là những con người hết. Và và đằng sau những con số đó, những con người đó là đó, họ đã và đang chiến đấu với những cơn bệnh của họ, những cái đau đớn của thể xác, rồi đồng thời đó thì đi liền với những cái con người đó thì cũng có những cái gia đình, những người thân trong gia đình của họ, tất cả đó là cái sự liên hệ của xã hội với nhau. Cho nên thật sự khi chúng ta tới đây rồi đó thì mới thấy rõ ràng là cái sự tàn phá và cái sự tàn phá của cái cơn bệnh này đối với cái xã hội của con người chúng ta. Nó không chỉ là những con số, nhưng mà nó tàn phá đối với mỗi người và tàn phá xã hội, tàn phá với gia đình của những người đó. Ngoài cái việc mà suy nghĩ là về nó nguy hiểm về cho chính mình đó, thì cha có cảm thấy đó là khi mỗi ngày mà có những người chết, có lẽ là ở chỗ mà cha đó, thì cha thấy, cha chứng kiến hàng ngày bao nhiêu người chết đó, thì cha có cảm thấy một cái sự khiếp sợ nào đó, hay là một cái, không, nó không phải là về khiếp sợ về phía mình sẽ lây nhiễm như thế nào, nhưng mà khiếp sợ của cái nhân mạng con người đó, có khi nào cha cảm thấy bị mất ngủ vì điều đó không? Dạ vâng, thật sự thì cái tình trạng mà người bệnh nhân ở ra đi mà trong thời gian mà nhiễm bệnh Covid-19 hay là mình kêu dịch Vũ Hán này đó, nó rất là đau thương cha. Tại vì một khi mà người bệnh nhân vào bệnh viện rồi đó, thì họ không còn được thân nhân tới thăm viếng nữa, mà họ nằm ở trong phòng bình thường, tức là tình trạng chưa đến nỗi mà kiệt quệ lắm đó, mà họ có thể gọi điện thoại về nhà họ nói chuyện thì có thể vẫn còn cái mối dây liên lạc đó, và người nhà cũng biết tình trạng của họ. Nhưng mà khi mà tình trạng nhiễm nặng rồi họ cần thở oxygen nhiều, và đặc biệt là khi mà vào cái khu mà ICU đó, là gia đình thân nhân hoàn toàn không còn tin tức về cái người bệnh nhân đó nữa, thì công việc của chúng con thì thứ nhất là liên lạc với gia đình để cập nhật hóa cái tin tức của người thân của họ. Điều thứ hai là nhiều khi mình cũng phải hỏi ý kiến gia đình, ví dụ như là thân nhân của quý vị mà có tim có ngừng đập thì có muốn làm chúng tôi làm những cái thủ thuật nhân tạo để cứu mạng họ hay không. Và thông thường thì phải giải thích cho họ đó là những cái việc đó chỉ kéo dài cái sự đau đớn của người bệnh nhân mà thôi, chứ nhiều khi cũng không có giúp được bao nhiêu. Rồi đồng thời đó, đau đớn hơn nữa đó là nhiều lần con phải dùng cái iPhone của mình hoặc iPad mà bệnh viện cho đó, để có thể mình FaceTime giữa người thân nhân của họ ở nhà và người bệnh nhân, và dĩ nhiên bệnh nhân hôn mê rồi, để cho người thân nhân có thể nhìn mặt, rồi tâm sự, rồi khóc, rồi cầu nguyện cho cái người bệnh nhân đó khoảng 10 phút 15 phút gì đó. Và đó là 10 15 phút cuối cùng mà cái người thân nhân ở gia đình có thể để nhìn thấy người bệnh nhân trước khi mà họ bệnh viện ra đi. Với tư cách là một linh mục, cha cảm thấy cái quý giá như là một tư cách linh mục của mình ở đó như thế nào ạ? Dạ vâng, thật sự con cũng tạ ơn Chúa là cho con được cái cơ hội để con lên đây để con làm cái công việc này. Thật sự thì tuần trước nữa thì con cũng không nghĩ là con có thể đi lên đây được, khi mà rồi mình lên thì nó cũng có nhiều cái vấn đề trước khi đi. Nhưng mà thật sự thì khi mà con tới đây đó, con cũng tạ ơn Chúa là con được dịp này. Và thật sự trong tuần vừa rồi đó thì có những người, thứ nhất là có những người bệnh nhân công giáo đó cha, thì con được dịp để con xuất dầu cho những người đó, và cũng đau buồn là qua cái cuối tuần vừa rồi thì những người mà con xuất dầu có khoảng 4-5 bệnh nhân gì đó con xuất dầu thì họ đều ra đi hết. Thì những người đó rất là nặng rồi, mà thường mà vào ICU thì cũng khó qua khỏi. Đồng thời thì con cũng được dịp để cơ hội may mắn thì con cũng được khi mà liên lạc với gia đình của họ như vậy đó, thì cũng an ủi cho gia đình họ một chút cha. Dạ, vâng. Cái động lực nào mà cha quyết định là cha sẽ ra cho cha đến New York nè? Dạ, thì thật sự thì thứ nhất là thấy cái nhu cầu của trên này nó rất là nhiều, và cái lời kêu gọi của ông thống đốc của tiểu bang New York như vậy, thì với cái tinh thần nghề nghiệp của mình, trách nhiệm nghề nghiệp, cũng như cái tinh thần mà chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ với mình. Điều thứ hai nữa là con cũng như cha cũng tất cả cũng giống như những tu sĩ dấn thân đó, thì khi mà mình dấn thân ở trong cuộc đời rồi thì những cái dịp này
chắc chắn nếu mà mỗi người chúng ta mà có khả năng thì cũng dấn thân để lên làm những cái việc này. Cho nên cái tinh thần dấn thân, tinh thần xả thân phục vụ và đồng thời cái nhu cầu của anh em ở đây, nhu cầu của những người đồng nghiệp của mình thì mình lên để mình phục vụ đấy cha. Yeah. Thưa cha, là trong những ngày vừa qua thì thế nào, cha cũng có những cái câu chuyện rất là cảm động. Cha có thể kể một cái câu chuyện nào đó mà cha cảm thấy được đó là nó đánh động mình không ạ? Dạ vâng, những người ra đi và những người từ biệt ra đi có lẽ là những câu chuyện, có lẽ là những câu chuyện thương tâm và cảm động nhất. Tại vì nhiều khi ở ngoài mình cứ nghĩ là những người có tuổi thì mới dễ dàng bị bệnh nặng. Nhưng mà thật sự khi vào đây đó, con thấy có những người cũng rất là trẻ cha. Và con có dịp để sức dầu cũng như cầu nguyện rồi video cho gia đình. Thì một anh thanh niên này 29 tuổi, rồi một cô thiếu nữ kia mới có 26 tuổi thôi. Mà cũng nhiễm bệnh. Thì dĩ nhiên là mình không biết là nhiễm bệnh trong cái hoàn cảnh nào thì không biết. Dạ, nhưng mà rồi những người trẻ như vậy, sức đề kháng của họ mạnh mẽ và cơ thể họ mạnh mẽ như vậy, và cái cuộc đời, cái tương lai cũng còn tươi sáng rất là nhiều như vậy, nhưng mà họ cũng ra đi rồi. Gia đình thì cũng chỉ nhìn thấy người con hay là người em của mình những giờ phút cuối cùng ở trên cái video. Dạ, để từ giã những người con của mình như vậy. Đó là những cái hình ảnh rất là đau thương cũng như đánh động rất là nhiều cha. Thế cha, đó là bình thường thì có thể là cha không có nhiều giờ để có thể nói với từng gia đình. Bây giờ đó là coi như là qua một cái video này, cha có thể nói một điều nào đó đối với cái gia đình của những người bị nhiễm không ạ? Tại vì khi mà cha sống ở trong cái môi trường của những người bị bệnh trong những giai đoạn cuối như vậy đó, thì có thể là cái lời nói của cha nó sẽ đánh động đối với cái gia đình của người ta hơn. Dạ vâng. Con thưa cha, thưa quý vị, đặc biệt những quý vị mà đang có những người thân ở trong gia đình mà đang bị nhiễm coronavirus, và đặc biệt là những người thân đang nằm ở trong bệnh viện mà có căn bệnh này, thì thật sự thì cũng chia sẻ với lại cái niềm đau buồn cũng như sự lo lắng của quý vị ở nhà. Nhưng mà thật sự thì quý vị cũng biết là những nhân viên y tế trong này đã và đang làm hết sức của họ để họ có thể họ giúp cho người thân của quý vị vượt qua được những cái điều này. Và thật sự nhiều khi thì cái lực bất tòng tâm thì y tế cũng chỉ có khả năng tới một mức nào đó thôi. Thì chúng tôi cũng đã và đang hết sức để giúp cho những người thân của quý vị. Nhưng mà chắc chắn là con người chúng ta thì nó có cái sự giới hạn của con người. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải dựa vào ơn trên nữa. Mỗi người cũng có cái niềm tin của chính mình, cho nên quý vị cũng cần dựa vào ơn trên để thêm sức cho người thân quý vị trong thời gian này, và đồng thời thì cũng cần dựa vào cái đời sống tâm linh để có thể an ủi, nâng đỡ tinh thần của mỗi người chúng ta. Thế cha nói là cha có thể coi như là có những lời mà gợi hứng cho những người mà có thể là họ có chuyên môn, rồi họ có thể đó là họ dấn thân trở thành một tình nguyện viên chẳng hạn. Dạ vâng, thật sự thì con khi mà con tới đây con làm đó, con thấy cái công việc này rất là ý nghĩa. Mỗi người chúng ta có nhiều cái khả năng khác nhau, và những người trong lĩnh vực y tế thì cũng tại trên là chúng ta cũng được cái khả năng kiến thức ở trong lĩnh vực y tế. Thì nếu mà các bạn mà có làm việc trong lĩnh vực y tế thì có lẽ đây là một thời gian rất là ý nghĩa cho mỗi người chúng ta có thể dấn thân ở trong cái môi trường này. Bởi vì ngày xưa từ lúc đầu chúng ta dấn thân vào lĩnh vực y tế là chúng ta có ước mong để giúp đỡ những người khác, ước mong để giúp đỡ những người bệnh. Cái sự cao thượng, cái sự cao cả của cái lĩnh vực y khoa để giúp đỡ con người, để đụng chạm vào những cái gì sâu thẳm nhất của con người, tình trạng sức khỏe con người, thì đây là cái thời gian mà rất là tốt để các bạn có thể làm được cái việc đó mà mang lại ý nghĩa rất là nhiều trong cuộc đời của các bạn. Dạ. Con đại diện Vatican News xin cảm ơn cha nhiều ạ. Chúc cha trong cái mùa phục sinh này, cha cảm nhận được nhiều cái tình thương của Chúa ngang qua cái việc mình chăm sóc những người khác. Dạ vâng, dạ cảm ơn cha, cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi, và xin quý vị cũng có tiếp tục cầu nguyện cho những người nhân viên đang làm việc ở đây. Họ đang phải đối diện với lại cái sự nguy hiểm mỗi ngày. Cho nên rất là lời cầu nguyện của quý vị cho anh trên gia trợ cho họ, và đồng thời cũng giúp cho và đỡ cho gia đình họ trong những lúc khó khăn này, bởi vì cái cuộc sống gia đình nó cũng xáo trộn khi mà họ làm việc ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, con xin cảm ơn cha. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục
gương chứng nhân. Nhờ bài hát của người bà, từ một người vô thần, Arian Todai trở thành giám mục Albania. Từ Tirana, thủ đô của Albania, vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, một điều bất ngờ, gây ngạc nhiên đã xảy đến với cha Arian Todai. Cha nhận được cuộc điện thoại báo tin từ Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha làm giám mục phụ tá giáo phận Tirana Durazzo. Và đây là câu chuyện của cha Arian Todai, một trong nhiều câu chuyện nhỏ tuyệt vời mà cuộc sống hàng ngày của giáo hội được dệt nên. Vào năm 1993, sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Albania, lúc đó cha Arian là một thanh niên 16 tuổi tìm cách rời bỏ quê hương của mình. Cha kể lại, như các thanh niên khác, nhiều lần tôi đã tìm cách ra đi nhưng không thành công. Và tạ ơn Chúa, lần cuối cùng con tàu đã đưa chúng tôi tới bến an toàn. Cuộc phiêu lưu thật khó diễn tả, nó như một cuộc xuất hành đầy hiểm nguy. Vào đêm ngày 15 tháng 9 năm 1993, chúng tôi khởi hành. Đêm đó biển rất yên bình, Chúa đã bảo vệ chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ tâm trạng của tôi khi ra đi. Tất cả những gì liên quan đến sự hiện hữu của tôi trên cõi đời này, từ gia đình, quê hương, bạn bè, tôi cảm thấy mình bị tách rời trong đau đớn vì những tình cảm này. Nhưng vì tương lai, vì muốn giúp đỡ gia đình nghèo khổ của mình, tôi phải ra đi. Nhờ những người bạn di cư đến Ý từ trước, Aria tìm được nơi trú ngụ ở khu vực Cuneo Doreno. Tại đây, anh học nghề hàn, cụ thể là hàn các khung xe đạp. Sau đó, anh còn làm rất nhiều công việc khác như xây dựng và làm vườn. Và đời sống đức tin của Arian bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ với các bạn tốt ở các giáo xứ gần đó. Arian nói, tôi làm việc rất nhiều, thường là hơn 10 tiếng một ngày. Và vì vậy, vào buổi tối, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi không có nhiều bạn. Những người bạn nói với tôi rằng có một nhóm thanh niên tốt ở trong giáo xứ do cha Massimo hướng dẫn. Mặc dù mệt, nhưng rồi tôi cũng đã đến tham dự buổi gặp gỡ với cha. Cha nói với chúng tôi về Cộng đoàn Đức Maria, một hiệp hội gồm các gia đình và cá nhân sống linh đạo Đức Mẹ, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Và sau những lần sinh hoạt với cộng đoàn, tôi thực sự rất thích hiệp hội này. Tôi đã tìm thấy tình gia đình, điều mà tôi cần trong giai đoạn thực sự tế nhị của tuổi trẻ. Arian đã được rửa tội vào năm 1997, anh bắt đầu tìm hiểu và xin học chủng Việt. Cha mẹ ở quê nhà không chấp nhận quyết định trở thành linh mục của Arian, nhưng anh đã cố gắng vượt qua khó khăn này. Và 10 năm sau khi đến Ý, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đã đặt tay phong chức linh mục cho Arian. Cha Arian đã kể lại, năm 1993 là năm tôi đến Ý, Đức Giáo hoàng Gioan Paolo II đã đến thăm Albania, đất nước vừa thoát khỏi chế độ độc tài. Nó giống như một đường hào mở ra nhiều khốn cùng và nghèo đói, nhưng đồng thời cũng là một khát khao lớn cho sự mới lạ. Và tôi cũng vậy. Giống như nhiều trẻ em và nhiều người khác, tôi nhớ đến hàng ngàn người đi theo chiếc xe của giáo hoàng từ Tirana đến Skopje. Hình ảnh Đức Giáo hoàng luôn luôn ở trong tôi và cũng trong thời gian đó, hình ảnh của mẹ Teresa của chúng tôi cũng đã để lại nhiều dấu ấn nơi tôi. Khi chúng tôi thoát khỏi chế độ độc tài, mẹ là người đã trao cho chúng tôi niềm an ủi, dịu dàng, tình yêu thương, lòng tốt và hy vọng. Sau khi được chịu chức, cha Arian làm việc tại một giáo xứ và trở thành giáo sĩ của cộng đoàn Albania ở Roma. Và vào năm 2017, Đức Giáo mục của Tirana, Đức cha Gio Antoni Freddo, đã xin cha Arian, nếu có thể, trở về quê nhà phục vụ trong giáo phận. Và bề trên của cộng đoàn Đức Maria, cha Giacomo Martinelli và Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma, đồng ý. Cha trở về Albany theo diện Hồng Ân Đức Tin. Tân giám mục chia sẻ, tôi không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành giám mục. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được sống và phục vụ tại quê hương với giáo dân, những người được giao phó cho tôi. Tôi đón nhận việc bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha Francisco với niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ và với sự vâng phục giáo hội. Đức cha tiếp tục nói về hành trình đến với đức tin của mình. Tôi được sinh ra trong một bối cảnh ở một đất nước mà không may mọi dấu hiệu gợi lại đức tin đều bị cấm. Trong những năm đầu của cuộc đời, tôi chưa bao giờ được nghe nói về sự hiện diện của Chúa.
Cha mẹ tôi bị chủ nghĩa cộng sản ảnh hưởng nên không bao giờ nói về Chúa cho tôi cả. Nhưng tạ ơn Chúa, ông bà tôi thì ngược lại. Tôi thấy họ cầu nguyện với Chúa. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với những điều thuộc về Chúa, giống như một điệp khúc được lặp đi lặp lại trong tâm trí. Bất chấp những lời đe dọa, bà tôi vẫn tiếp tục sống kinh nghiệm cầu nguyện. Bà không được học nhưng đã biết giáo lý và cầu nguyện qua các bài hát. Chỉ khi đến Ý, tôi mới khám phá ra nhiều điều. Tôi nhớ lại khi còn bé, trong khi dọn dẹp nhà cửa, bà thường hát cầu nguyện. Thế là tôi cũng hát theo bà. Ví dụ như Kinh Kính Mừng, bà đọc phần thứ nhất và dạy tôi phần thứ hai. Tôi tin đây là cách mà Chúa đã gieo hạt giống đức tin trong tôi. Như thế, nhờ người bà và nhờ hạt giống đức tin mà bà gieo trong âm thầm, với năm tháng đã có cơ hội nảy mầm, mà giờ đây, từ một người vô thần, chàng thanh niên Arian đã trở thành Kitô hữu, là một linh mục và giám mục. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.